xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Video này thì sẽ hướng dẫn cả nhà cách may tay hai lớp của mẫu đầm trong ngày hôm nay. Như cả nhà đang nhìn thấy thì phần đầm này đã được may xong phần cổ. Và trước khi mà mình may tay thì bao giờ mình cũng phải may phần cổ thật là phẳng phiu, cũng như là toàn bộ phần thân cũng phải được phẳng phiu. Sau đó rồi thì chúng ta mới may phần tay. Và để các anh chị hiểu được may các phần đến công đoạn này như thế nào thì các anh chị xem lại các video theo trình tự mà Thủy đã đăng ở các bài đăng trước. Còn bây giờ xin mời các anh chị sẽ đến gần hơn để nhìn trên phần cổ và phần tay của chúng ta phải đúng kỹ thuật thì mới được đẹp như vậy ạ. Đây ạ, đây là phần cổ. Lúc nãy Thủy đã hướng dẫn cả nhà may là bao giờ may lên là nó cũng phải thật phẳng như thế này. Đó. Và phần tay thì bao giờ may lên cái tay của chúng ta cũng phải phẳng đằng trước như thế này cả nhà nhé. Đó. Sau đó thì cả nhà sẽ nhìn sang bên cạnh này. Cả nhà sẽ nhìn sang bên cạnh thì cả nhà thấy là cái phần tay của chúng ta khi mà may lên phải đứng tay như thế này, không bị đổ về đằng trước và cũng không bị lả về đằng sau. Cái tay bao giờ cũng phải phẳng như thế này. Thì lúc này các bạn nhìn thấy cái phần tay thì giống hệt như tay áo vest đúng không ạ? Nhưng mà thực ra đây là tay của mẫu đầm 1-2 lớp và không có phần đệm vai ở bên trong. Sau đó thì cả nhà sẽ nhìn thấy ở phần tay phía sau. Thì khi mà mình may xong phần tay phía sau thì cả nhà cũng phải nhìn thấy là phần tay bên trong cũng thật là phẳng và không bị trống gầm, cũng không bị nhăn ở phần thân như thế này. Đấy, cả nhà thấy đẹp không ạ? Và đặc biệt là phần cổ các bạn thấy không ạ? Bao giờ may tay lên rồi nhưng phần cổ của chúng ta cũng vẫn phải căng và phẳng như thế này thì mới đảm bảo là khi mặc lên không bị phùng và không bị méo. Đó. Như vậy là cả nhà đã nhìn thấy là cái phần tay của chúng ta một vòng. Đấy, đây ạ. Đấy, bên cạnh này và đằng trước. Đó. Vậy thì bây giờ Thủy sẽ hướng dẫn cả nhà cách may mẫu tay bên này hai lớp như thế nào. Vì đây là tay là hai lớp cả nhà nhé. Đây là tay hai lớp và phần lót ở bên trong đã được may lộn rất là sạch này. Đó, và không nhìn thấy đường may hai lớp luôn cả nhà nhé. Không nhìn thấy đường may. Và các bạn sẽ nhìn cái bên tay chưa may. Thì cái bên tay chưa may thì các bạn thấy là bao giờ chúng ta cũng phải sửa cái vòng nách này của chúng ta phải thật là tròn. Và cái phần lót của chúng ta bao giờ cũng phải rộng hơn so với chính khoảng 0,3 hoặc 0,2cm. Để khi may lên cái phần thân của chúng ta không bị phùng và cái váy của chúng ta nó mới được phẳng. Cho nên là các bạn sẽ phải sửa lại cái vòng nách này thật là tròn nhá. Đó. Và phần nách thân trước của chúng ta cũng phải tròn theo đúng phần form. Rồi. Và để cho các anh chị hiểu được kỹ về kỹ thuật may này thì bây giờ Thủy sẽ cho các anh chị xem ở cái phần tay. Đây ạ. Phần tay này là trước khi chúng ta may tay thì bao giờ các bạn cũng thấy là Thủy đã may cái phần tay lót dính vào phần thân và được may lộn nhá cả nhà nhá. Đây là được may lộn này. Đấy, được may lộn như thế này. Đây, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, các chị em nhìn thấy là được may lộn như thế này thì xong rồi chúng ta mới may vào phần thân. Đây ạ. Đấy, may vào phần thân. Thì các nhà thấy là may lộn thì bao giờ các bạn thấy là ở bên trong này này. Đó, bên trong xoải ra nó sẽ như thế này. Xoải ra sẽ như thế này cả nhà nhá. Thì chúng ta sẽ là cái phần gốc tay này. Rồi chúng ta may cái đường sống tay này. Xong rồi chúng ta sẽ nối tròn giữa tay lót và tay chính. Vậy thì Thủy sẽ nói lại ở cái phần này. Có nghĩa là trước tiên là các bạn sẽ may cho Thủy được. Trước tiên là các bạn sẽ là cái gấp nếp cho cái phần tay chính của chúng ta. Để nó vào cái nếp đã. Sau đó các bạn sẽ may sườn của phần thân chính và sườn của phần thân tay lót. Xong rồi chúng ta là phẳng ra. Rồi lúc đó các bạn mới may chập cái phần cửa tay của lót và của chính vào với nhau. Vì để cho video của chúng ta không bị dài, như đây là những cái công đoạn nào mà Thủy có thể nói được bằng âm thanh, bằng lời để diễn tả được cái phần may được thì Thủy sẽ nói. Còn nếu như anh chị nào không hiểu thì cứ alo nhắn tin cho Thủy nhá. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ may xong cái phần tròn tay xong rồi thì lúc đó cả nhà sẽ lật cái phần tay lên như thế này. Cả nhà sẽ lật cái phần tay lên như thế này. Thì cả nhà thấy là cái phần tay lót của chúng ta đã được may lộn đúng không ạ? Đã được may lộn với phần lót. Sau đó thì các bạn sẽ kiểm tra lại xem tay của chúng ta có súp tay chưa. Thì các bạn sẽ để hai đỉnh tay vào với nhau và sẽ rũ nó xuống. Đó, rũ xuống như thế này. Thì tay của chúng ta bao giờ cái lót ấy, khi may lên ấy, khi may lên nó cũng phải ngắn hơn so với thân chính nhá cả nhà nhá. Đây ạ. Bao giờ cái tay của chúng ta lót nó cũng phải có súp tay. Và tay lót thì bao giờ nó cũng sẽ phải ngắn hơn với tay chính.
Đây cái vải này nó mỏng thì đứng thì cầm thì nó hơi khó để cho các bạn nhìn rõ. Vậy các bạn nhà thấy là khi mà Thủy cầm cái phần tay này lên như này này, mà Thủy rũ xuống ấy, mà nếu như Thủy chưa khâu ở phía bên trong thì cái tay này của chúng ta nó sẽ bị đổ cái phần nếp này, nó sẽ bị đổ cái phần nếp này xuống. Cho nên là các bạn sau khi mà cam giữa cái phần tay lót vào với phần tay chính rồi ấy, thì các bạn phải lật cái mặt ở bên trong này ra. Các bạn lật cái mặt ở phía bên trong của phần thân chính và phần lót này ra, và các bạn sẽ phải khâu giữ cái phần gấu tay nhá. Các bạn sẽ phải khâu giữ cái phần gấu tay này lại này, khâu giữ lại. Sau đó thì chúng ta mới lộn ra, thì khi mặc thì cái phần mà gấp nếp của tay nó sẽ không bị đổ xuống. Và để cho các anh chị hiểu được tất cả những kỹ thuật mà Thủy vừa nói với lúc nãy đến giờ, thì xin mời các anh chị sẽ cùng nhìn lên bàn máy khâu để xem Thủy sẽ trình tự may và khâu hoàn chỉnh mẫu đầm tay này ạ. Đấy, mẫu tay của đầm này. Đó, cả nhà sẽ chờ Thủy chút sức nhé. Rồi, bây giờ Thủy sẽ để đây. Sau đó thì cả nhà sẽ xem Thủy gỡ cái phần này xuống để cả nhà xem nhé. Đây, cả nhà cứ xem cái phần tay trên cốt đã. Đây ạ. Đây, cả nhà thấy là khi Thủy gỡ xuống nhé, cái phần tay của chúng ta này. Đấy, cái phần tay của lót của chúng ta ở đây là nó rất là phẳng luôn ấy. Nó rất là phẳng. Đây, cả nhà đợi Thủy một ít phút, Thủy sẽ lấy ra cho cả nhà xem. Video này của Thủy là Thủy đang quay ở tại phòng may mẫu, cho nên là nó rất là thô sơ. Các bạn xem nếu có gì không hiểu thì alo cho Thủy nhé, hoặc nhắn tin cho Thủy nhé. Đấy, cả nhà thấy là khi mà Thủy gỡ cái phần tay này ra nhá. Đây, gỡ phần tay này ra và cái phần tay ở bên trong sạch như thế này. Sạch phẳng đét như thế này mà không bị lộ một tí nào đường may cả. Và phần lót tay bao giờ cũng ngắn hơn, chính là khoảng 1cm và được dính vào với phần thân chính. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Rất là sạch luôn. Cho nên là đầm hai lớp mặc cực thích luôn cả nhà nhá. Đó. Đây, cả nhà nhìn này. Đây là mặt bên trong cũng rất là phẳng của thân trước này. Đây là mặt bên trong rất phẳng của mặt bên trong này. Và đây là phần tay đã được may vào với phần thân hai lớp rất là phẳng này. Đó, rất là thích luôn. Và đây, sau khi tay mà chúng ta may lên rồi thì cả nhà thấy là cái phần tay này nó như thế này. Đấy, nó sẽ như thế này. Đó. Đấy, các nhà thấy không ạ? Cái tay dính vào phần thân rất là phẳng luôn như thế này. Và phần gấu này Thủy đang là sẵn là phần gấu này để tính nữa chúng ta may sau cùng. Vì chúng ta để cái phần gấu này để khi chúng ta may chúng ta luồn và chúng ta may cái tay hai lớp nó sẽ dễ hơn. Và sau khi hướng dẫn các bạn may xong phần tay thì Thủy sẽ hướng dẫn các bạn cách may phần gấu để khóa toàn bộ tất cả các đường may của mình nằm trong phần lót mà không nhìn thấy mũi chỉ nào lộ ở bên ngoài cả. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Từ công đoạn của phần tay nhé. Đây, cả nhà sẽ thấy là tay của chúng ta thì sau khi mà may xong rồi thì chúng ta sẽ lật ra như thế này và chúng ta sẽ khâu dính cái phần này lại. Giờ chúng ta sẽ khâu từng bước một, thì sẽ làm chậm hết mức có thể để các bạn có thể xem được nhé. Chúng ta sẽ khâu thì khâu cùng chỉ cho nó không bị lộ các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ làm nhanh thôi, đợi chỉ một chút xíu. Các bạn khâu chỉ một nhé. Các bạn thắt nút chỉ này, các bạn quấn chỉ vào cái đầu mũi kim này khoảng 2 đến 3 vòng, sau đó các bạn rút này, thì các bạn sẽ có một cái điểm thắt nút rất là nhanh mà phẳng. Sau đó thì các bạn sẽ khâu ở bên trong. Đấy. Các bạn có nhiều cách khâu thì Thủy sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu dích dắc, là các bạn sẽ làm như thế này. Đấy, các bạn khâu cách khoảng 1cm một mũi. Các bạn sẽ lấy một mũi xuống dưới này. Các bạn sẽ lấy móc lên trên này. Và một mũi móc ở dưới phần dưới mùng này. Sau đó các bạn sẽ móc lên trên. Phần này Thủy sẽ khâu mất một vài giây, cho nên các bạn sẽ có thể tua đi cũng được. Hoặc là bạn nào muốn xem thử khâu thì đây ạ.
Video này là Thủy quay, là Thủy đăng lên luôn để cho các bạn xem, cho không bị chờ, cho nên là nó sẽ hơi dài một tí. Chịu khó cả nhà nhá, đợi Thủy tí. Đó, vì Thủy may cái này là may cố định luôn, cho nên là cũng không thể khâu ẩu ẩu được, mà vẫn cứ phải khâu kỹ luôn để chúng ta lên sản phẩm luôn. Đấy, các bạn sẽ khâu như thế này một vòng luôn. Khâu zig zag nhé, các bạn khâu khéo để không bị dính cái lộ cái đường khâu ra bên ngoài. Các bạn móc vào cái phần mùng ấy, vì cái tay áo này của chúng ta là vải đã được ép mùng, cho nên chúng ta chỉ cần móc vào cái sợi mùng thôi thì sẽ không bị lộ chỉ. Đó, và khoảng cách là khoảng 1 cm một mũi. Chính vì thế mà có một số những cái công đoạn mà Thủy không quay video để cho các bạn xem cho không bị dài ấy, nên là những cái đoạn nó dễ là Thủy hay làm trước. Đó, còn những cái đoạn nào khó thì Thủy sẽ quay để cho cả nhà nhìn. Nhiều khi giải thích các bạn không thể hiểu hết được ấy. Đấy, các bạn thấy không ạ? Mình sẽ khâu một tí là xong thôi. Khâu cố định luôn cho nó chắc chắn luôn. Đó, đấy các bạn sẽ khâu bên trong. Khâu như thế này thì tí nữa các bạn là rũ ra nó không bị rơi cái phần gấu của cái phần tay chính xuống ấy. Đấy, lúc nãy thì giải thích rồi đấy, nhưng mà sợ các bạn không hiểu thì phải thực hành ra như thế này. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì sẽ khâu cái phần tay lót dính vào phần tay chính này. Sau đó thì lúc này mình khâu xong rồi thì mình sẽ lộn ngược lại này. Mình lộn ngược lại như này. Đấy, thì lúc này các bạn có rũ như thế này thì nó cũng không rơi được cái phần gấp gấu của cái tay chính xuống nữa, vì đã được khâu rồi. Và các bạn thấy các đường khâu của Thủy không bị lộ đúng không ạ? Không bị lộ tí nào. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ gập đôi cái phần sống tay này lại này. Các bạn gập đôi cái tay này lại để đánh dấu điểm giữa này. Đấy, các bạn đánh dấu điểm giữa cho Thủy này. Và đây là mang tay trước này, các bạn đánh dấu là trước này. Và cái lót cũng vậy, cái lót các bạn cũng gập đôi lại. Các bạn gập đôi lót lại này. Và các bạn đánh dấu điểm giữa. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta may lộn xong nhá, thì cái phần lót này của chúng ta, lót với chính là nó sẽ phải sạch nhá, không bị hở đường may nhá. Đây này, hai phần vải lót bên trong đường may vào với nhau này. Đấy, và hai phần vải chính bên ngoài vào với nhau. Rồi, sau khi các bạn đánh dấu điểm giữa này rồi nhá, các bạn sẽ lộn ra để các bạn tiến hành các bước tiếp theo. Đó. Chúng ta chỉ cần làm từng lá một thôi cho đỡ vướng. Thì bây giờ Thủy sẽ gạt cái lót này sang một bên để Thủy làm nguyên cái lá bên ngoài cho các bạn dễ nhìn. Đây, đây là mang trước của mình, đây các bạn đánh dấu. Sau khi các bạn đánh dấu rồi thì lúc này các bạn sẽ lấy phần thân áo ra, thân đầm ra, và các bạn cũng vuốt cho Thủy từ phần gấm nách này. Các bạn để êm, các bạn vuốt lên trên, để êm thế này. Và các bạn sẽ vuốt cái phần nách này, vuốt lên trên thì nó đang được điểm giữa. Điểm giữa đang về đằng sau là 0,5. Đây các bạn này, 0,5 nhá, các bạn để êm nhá. Đây các bạn nhìn này, các bạn để êm như thế này, các bạn kéo phẳng lên. Các bạn kéo phẳng lên thì cái phần đỉnh của cái phần tay này nó sẽ nằm về phía đằng sau khoảng 0,5. Có nghĩa là từ cái đường can vai này nó sẽ về đằng sau 0,5. Thì các bạn xác định hai cái đỉnh sẽ gặp nhau, đỉnh thân và đỉnh tay gặp nhau. Đó. Và sau đó thì các bạn đo cái phần tay này này vào mấy cái phần thân này, thì các bạn thấy nó đang thừa một khoảng 2 cm như thế này. Thì chính cái độ thừa của cái phần tay này này chính là cái phần mà mình sẽ phải rút mọng cho cái phần tay vào để nó được vừa vào mấy cái phần thân. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cách rút mọng cho phần tay như sau. Các bạn sẽ để chỉ có độ dày vừa phải. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt tay xuống dưới như này. Và các bạn sẽ may một vòng. Các bạn sẽ may mép cạnh ngoài trước nhé. Các bạn sẽ may một mép cạnh ngoài trước này. Và qua cái đường gầm nách này tầm khoảng 5 cm thì các bạn sẽ rút mọng này. Đấy, các bạn sẽ đánh mọng tay vào.
khi nào các bạn làm quen rồi thì các bạn không phải làm công đoạn này nữa. Còn bây giờ các bạn mới học cũng như là cha tay còn chưa được đẹp ý, thì các bạn hãy làm theo cách của cô Thủy đang hướng dẫn. Thì đây là cái cách mà Thủy nghĩ là sẽ đẹp nhất, và các bạn có thể làm đẹp luôn ngay từ mẫu tay may đầu tiên. Đó, các bạn thấy là khi mà Thủy mới chỉ may có một đường thôi, cái tay của chúng ta đã có cái độ mọng như thế này rồi ở mép bên ngoài, để tránh trường hợp bị bai trong quá trình các bạn làm. Sau đó thì các bạn cũng vẫn đánh dấu từ chỗ gầm tay ra đây khoảng 5cm này, từ gầm tay ra đây là 5cm thì các bạn giữ nguyên. Sau đó các bạn lại rút mọng tiếp ở cái đường tiếp theo. Đấy, và các bạn sẽ may lùi vào phía trong khoảng 5 ly, có nghĩa là 0.5. Và các bạn rút mọng. Đấy, có nghĩa là cái đường may của tay của chúng ta để là 0.7 đến 1cm. Thì khi các bạn rút mọng thì các bạn sẽ cho nó nhỏ hơn một chút xíu, để khi mình may lên nó không bị lộ cái đường may đó ra ngoài mặt phải của phần tay áo. Đấy, các bạn may đến điểm mốc 5. Đó, thì các bạn thấy là cái phần tay này của chúng ta nó đã được mọng như thế này rồi. Đó. Vì tay áo hay là tay đầm thì chúng ta cũng chỉ cần cái độ mọng tầm này là được thôi. Còn nếu như các bạn mọng nhiều quá mà chúng ta không có đệm vai thì đôi khi là lúc mặc lên là nó hay bị kiểu như là bị răn ý, cho nên chúng ta chỉ cần được thế này thôi. Và các bạn cũng làm như vậy cho phần vải lót. Các bạn cũng làm như vậy cho phần vải lót nhé. Vải lót thì vải nó mỏng hơn, cho nên là khi may các bạn cũng cẩn thận vì cũng rất dễ bị đứt chỉ. Vải lót chúng ta có thể để êm một chút vì nó mỏng, nó tự đu lại. Còn nếu mà không đu lại thì tí nữa chúng ta sẽ rút bằng tay nhé. Chúng ta mới làm thì thôi, chúng ta cứ cẩn thận một chút. Thừa động tác còn hơn là thiếu nhé. Thiếu xong rồi lại không lên được sản phẩm thì còn mất công hơn. Nên là các bạn cứ làm, khi nào các bạn quen rồi thì các bạn bỏ bớt những công đoạn mà cô đang hướng dẫn. Đó. Sau đó thì các bạn cũng sẽ cách khoảng từ cái gầm nách này vào khoảng 5cm thì các bạn cũng làm thêm một đường nữa. Vải lót này của chúng ta thì nó không được rút mỏng mấy, vì là nó mỏng lắm. Nó mỏng lắm nên tí nữa chúng ta chắc phải hỗ trợ rút bằng tay thêm một chút xíu. Phần lót này cũng rất là quan trọng cả nhà nhé. Vì là khi mà các bạn cắt lót mà bị chật ý, thì mặc sẽ bị làm cho phùng lớp bên ngoài. Đó, cho nên là vải lót các bạn cũng phải chú trọng là phải cắt rất là cẩn thận và đúng kỹ thuật và đủ kích thước. Và vải lót thì vải lót cũng các bạn cũng lưu ý là khi mà may thì cũng rất dễ bị bai, cho nên các bạn có thể rút được một chút. Thủy định nói gì mà Thủy quên mất rồi, vì có rất là nhiều kỹ thuật mà trong lúc may cần phải chia sẻ với các bạn. Cho nên là khi mà Thủy quay video là Thủy thấy cứ có cái gì mà Thủy nhớ được cái là Thủy nói luôn. Có thể thừa còn hơn thiếu, nghĩa là nói thừa còn hơn là bị nói thiếu, đúng không các bác? Đấy, các bạn có, các bác và các bạn có thể rút mọng vào một chút này. Vì trong lớp học thì có rất nhiều các anh chị nhiều tuổi hơn Thủy rất là nhiều, nhưng có những bạn thì lại chỉ bằng tuổi con gái Thủy thôi. Cho nên là nhiều lúc cứ các bác, các chị, các cô, các chú cứ loạn hết cả lên. Cho nên là Thủy cứ xin phép là nếu có nhỡ lời nói nó không được đúng thì cả nhà cũng bỏ qua nhé. Đấy, mình sẽ rút vào như thế này. Mình rút vào cho dễ. Tại vì cái vải này lót mà các bạn may mà không đều ấy, nó thành nếp nó cũng xấu lắm. Mà các bạn nhớ là cái phần vải lót bên trong nó cũng chỉ rộng theo đúng kỹ thuật mình cho phép thôi. Chứ nếu nó rộng quá thì mặc nó lùng nhùng bên trong, nó sẽ hằn ra bên ngoài á. Thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm của các bạn nó cứ bị kiểu hằn hằn những cái lớp ở bên trong ra, nó không được đẹp mà nó rộng quá nó xấu. Đấy, cho nên là lúc nãy là Thủy định nói cái vấn đề đấy đấy. Đấy, có nghĩa là mình may lót bên trong nó cũng phải vào form. Thì khi mà mình mặc lên nó sẽ không bị lùng nhùng ở bên trong, và thợ may cũng sẽ dễ hơn. Đấy, cái đấy là cái mà các bạn lưu ý. Rồi, sau khi mình rút xong được cái phần tay lót này rồi thì mình thử đo với cái phần tay chính của mình xem là có bằng nhau không. Đây, các bạn đo xem bằng nhau chưa. Các bạn đo xem bằng nhau chưa nhá.
hai đỉnh tay này ok bằng nhau. Tại vì tí nữa là mình sẽ phải may lộn cả lót với chính vào với nhau đấy, cho nên là mình sẽ cố gắng để cho bằng nhau. Bên này hơi thừa một chút xíu, tí nữa mình đẩy sau. Ok, rồi sau khi mà các bạn đã rút xong phần mỏng của phần tay và phần lót rồi thì lúc này các bạn sẽ may vào phần thân. Đây, đây là phần thân chính. Đây, các bạn sẽ may vào phần thân. Đó, rồi bây giờ các bạn sẽ lộn cho Thủy từ dưới gấu này. Lộn từ dưới gấu này. Các bạn thò tay từ dưới gấu nhá. Các bạn sẽ kéo lộn hết lên này. Kéo móc hết ra. Đó, kéo ra. Thì các bạn sẽ tìm thấy đầu vai này của phần nách này, với đầu vai của phần tay này. Các bạn lúc nãy đánh dấu lệch về đằng sau là 0,5 này. Thì bây giờ các bạn cũng sẽ để lệch cái đầu tay vào với cái đầu thân này 0,5 trùng nhau này. Và các bạn lưu ý là khi mà mình may tay như thế này ấy, thì cũng phụ thuộc vào dáng người nhá. Có người thì lưng gù thì chúng ta sẽ tra tay kiểu khác. Còn có người ngực ưỡn thì chúng ta lại phải tra tay kiểu khác. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ xê dịch cái vị trí của cái đỉnh tay và cái thân, nó sẽ có độ chênh lệch. Thì cái này Thủy nói cũng rất nhiều ở cái phần may tay áo vest rồi. Thì các anh chị có thể xem thêm, hoặc là trong lớp váy đầm thì Thủy hình như cũng có nói rồi đấy. Nhưng nếu như mà các bạn thấy không có thì thế thì Thủy sẽ nói lại luôn một chút xíu nhá. Nếu mà ai mà lưng gù ấy, lưng gù nghĩa là hơi cúi cúi một chút như thế này, thì các bạn tra cái đỉnh tay về đằng sau nhiều hơn. Còn nếu mà ai mà kiểu ngực ưỡn như thế này thì ngực ưỡn đằng trước thì các bạn có thể tra đỉnh tay về đằng trước nhiều hơn. Đấy, kiểu như vậy. Và bây giờ thì sẽ bắt đầu may. Đây các bạn thấy là Thủy ghi vào đây nó vừa vừa rồi này. Thủy đo vào đây là Thủy thấy nó đã vừa vừa vào cái phần thân rồi đây này. Đó, các bạn thấy nó vừa vào phần thân rồi đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ may. Các bạn có thể để tay xuống bên dưới hoặc tay lên trên may đều được nhá. Và hôm nay Thủy hướng dẫn thì Thủy sẽ để tay xuống dưới. Tại vì Thủy có thể làm để lên trên hay xuống dưới đều được. Đó. Đấy. Các bạn sẽ may đều tay. Thì trong vòng nách này các bạn có thể may êm. Đấy, các bạn có thể may êm. Hai lớp thì nhìn hình nó sẽ hơi khó một chút đấy các cả nhà. Thì cả nhà cứ bình tĩnh may thôi. Đó. Khi may thì chúng ta hơi nhấc chân vịt lên một chút để cho chúng ta sẽ có các điểm cua của vòng nách nó thành một hình tròn, chứ không phải để một hình thẳng các bạn nhé. Nó sẽ phải hơi hình tròn một chút thì cái nách của các bạn may lên nó mới không bị bay. Và tay của chúng ta sẽ hơi đẩy dồn vào một chút. Đấy. Tay của chúng ta nếu cảm thấy khó cầm thì các bạn có thể cầm bấm như này. Các bạn đẩy vào một chút. Thì sẽ may rất là chậm để cho cả nhà nhìn nhé. Đó. Vậy là Thủy đã may vừa khít vì mình đã đo và đánh dấu rất là cẩn thận rồi. Và mình sẽ rút cái phần kim này ra, rút cái phần ghim này ra. Thì cả nhà thấy là Thủy đã may xong phần tay này. Tí nữa Thủy sẽ cho cả nhà xem ở phần bên mặt phải, rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn thấy rõ không ạ? Ok, rồi bây giờ Thủy sẽ lộn ra để cho cả nhà hình dung ra cái phần tay mình vừa may nó như thế nào nhá. Cho nóng luôn, cho đỡ sốt ruột. Đấy. Phần tay của chúng ta đây. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Tay của chúng ta tròn như này. Cả nhà nhìn rõ không? Wow, đấy, các bạn nhà thấy không ạ? Tròn xoe luôn, dưới ánh đèn sáng trưng như thế này mà chỉ cần một gợn nhỏ thôi là cũng nhìn thấy. Mà tay của chúng ta phẳng đét như thế này. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Tay phẳng đét luôn, cả trước cả sau này. Phẳng đét luôn. Đó, đấy là chưa là đâu các bác nhá. Rất là phẳng luôn. Rồi, thế thì bây giờ cả nhà sẽ nhìn tiếp theo là cái phần tay ở phần lót. Cái phần lót tay là các bạn đang chờ đợi nhất đấy ạ. Vì cứ nói đến hai lớp là nhiều bạn rất là sợ. Đấy, bây giờ cái phần tay lót của chúng ta đây.
không sao, không có gì sợ cả. Các bạn cứ yên tâm, Thủy sẽ hướng dẫn, chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Đấy, chưa được thì chúng ta gỡ ra làm lại, không sao cả. Chỉ là may thôi mà. Đó, đấy thì các bạn thấy là mình sẽ để cái hình tay vào đúng vị trí mà mình nghĩ là lên sản phẩm nó sẽ nằm ở vị trí nào. Thì mình sẽ đặt như thế này. Đây, và mình cũng đánh dấu cái đỉnh tay sẽ về phía sau của lót là 0,5. Và cả nhà sẽ đánh dấu như thế này. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Tay lót sẽ được may vào phần thân lót nhá. Tay lót này sẽ được may vào phần thân lót này. Đó, thế bây giờ cả nhà đánh dấu ở đây cho Thủy hai cái đỉnh này trùng nhau đã này. Trùng nhau. Đấy, trùng nhau này. Cả nhà có thể là dùng kim túm ở bên trong này lại để giữ, để tránh trường hợp chúng ta may bị vặn cái phần tay, vì rất nhiều bạn may hai lớp là hay bị vặn. Thì các bạn có thể là ghim cho Thủy vào cái này, nó dính vào nhau một đoạn đi. Đấy, cẩn thận thì cứ ghim thế cho đỡ bị vặn nhá. Vì nhiều bạn may rất là cẩn thận, rất là trau chuốt, sau đến lúc mà mở ra thì trời ơi, vặn vẹo vòng quanh luôn. Đấy, các nhà thấy không ạ? Mình sẽ khâu sẵn một đoạn như này đi. Đây, cứ hình riêng là khâu dính vào nhau đi. Sau đó mình sẽ lại luồn ở phần gấu ấy. Mình sẽ luồn ở phần gấu, mình luồn ở trong này. Mình luồn ở trong này này. Đó, xong rồi mình luồn vào đây. Mình luồn tay vào đây. Đấy, luồn tay vào đây nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Mình sẽ lấy hai cái gầm nách này vào với nhau này. Hai gầm nách này vào với nhau. Xong mình sẽ kéo lên. Mình sẽ kéo lên. Và sau đó mình sẽ may cái phần nách tay với nách thân này vào với nhau. Đây. Và để cẩn thận mình cũng ghim lại đi cho nó đỡ trôi. Đấy, mình cũng ghim lại. Sau đó thì mình sẽ may trình tự. Đấy, mình đo thử vào một chút, đo xem nó có khớp nhau không. Ok, bằng nhau rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành vào các bước may. Hiện tại thì bên cạnh nhà Thủy đang có xây dựng công trình rất là lớn, cho nên là đôi khi có những cái âm thanh sẽ lẫn vào trong các video. Vì công trình này sẽ phải kéo dài có thể cả năm ấy, cho nên là Thủy sẽ không thể chọn lựa được. Thành ra là thỉnh thoảng có những âm thanh như thế thì cả nhà thông cảm nhé. Vì nếu mà đợi cho người ta không có âm thanh đó thì chỉ quay vào ban đêm và các bạn chờ sẽ rất là lâu. Cho nên là thôi, chúng ta chịu khó một chút để chúng ta có nhanh được những cái bài học, để nhanh có những sản phẩm mới để còn phục vụ các chị em nữa. Đấy, các bạn sẽ may vòng quanh như này. Các bạn để tay lót xuống dưới nhé, để thân lên trên. Sắp xong rồi, chỉ còn ít phút nữa thôi. Đó, các bạn cứ cẩn thận như thế này thì may cái phần tay lót nó cũng rất là đơn giản và nó không bị thừa nhé. Nhiều lúc quay video những cái đoạn trống như thế này không nói chuyện thì sợ các bạn lại buồn ngủ. Cho nên nhiều lúc Thủy cũng cứ hay nói chuyện một chút để cho cả nhà tỉnh ngủ nhé. Cả nhà hãy cố gắng để chờ đón siêu phẩm của chúng ta. Vì để có một sản phẩm đẹp thì chúng ta sẽ phải may các bước rất là kỹ như thế này đấy. Đó, cả nhà thấy không ạ? Thủy đã may xong phần lót và bây giờ thì sẽ lại lộn ra để cả nhà cùng xem. Thì sẽ lộn ra hai bên tay. Hai bên tay đã được may xong. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Đây là phần lót ở bên trong. Đấy. Đấy. Đây là phần lót ở bên trong các bác nhá. Đây là phần lót ở bên trong. Vải lót thì nó mỏng cho nên nó sẽ có cái độ hơi răn răn một chút, chứ nó không được như là vải dày hơn của chúng ta ở bên ngoài. Đấy, các nhà thấy không ạ? Phần lót này. Đấy, tí nữa chúng ta là cho phẳng nhá. Lót tay này. Đấy, đã được may vào mấy phần thân. Các bác thấy, cả nhà thấy là nó phẳng và sạch sẽ không ạ? Rất là phẳng và rất là sạch. Bây giờ chúng ta còn một nhiệm vụ nữa là sẽ may dính cái phần tay này.
dính của phần tay lót vào với phần tay chính để quá trình chúng ta mặc nó không bị lùng nhùng và nó không bị bung biêng. Vậy thì cả nhà sẽ hình dung là chúng ta sẽ giữ hai cái điểm đỉnh tay này với cái đỉnh tay ngoài này, các bạn sẽ để cho nó chạm nhau. Đây các bạn sẽ để chạm như thế này. Chạm như thế này, chạm vào đây. Rồi, sau đó thì các bác sẽ ghim cho hai cái này dính vào nhau đã nhá. Ghim cho hai cái này dính vào nhau này. Để chúng ta lộ ra chúng ta may ở bên trong để nó không bị vặn tay. Đó, thế thì chúng ta sẽ lại lùa tay vào phía trong gấu này. Lùa tay vào phía trong gấu này. Xong chúng ta sẽ cầm hai cái lớp ở bên trong của tay chính với tay lót vào phía bên trong này. Đây các bác đang nhìn, em đang cầm tay trong này. Đó, xong rồi kéo ra này. Kéo ra và chúng ta sẽ may dính hai cái đỉnh tay này vào với nhau. Các bạn may trong khoảng cách khoảng 8cm mỗi bên nhé. 8cm mỗi bên. Vì chúng ta may sâu quá thì nó sẽ bị giật tay với vải lót với vải chính, nó sẽ không đẹp. Đó, các bạn sẽ may dính vào nhau như thế này. May chỉ thưa thôi ạ. Đó, chúng ta sẽ may dính hai cái phần tay lót với tay chính vào với nhau. Chúng ta sẽ may cái mỏm tay thôi, chỉ may dính cái phần mỏm tay thôi. Các bạn cũng có thể chọn nhiều cách khác nhé. Có thể các bạn có thể may bắt sổ chập để may hai tay vào với nhau. Hoặc là các bạn có thể chỉ cần đính ít sợi chỉ hoặc là một ít vải ở bên trong thôi cũng được. Còn Thủy thì Thủy đang hướng dẫn các bạn là may dính hai phần mỏm tay vào nhau để cho nó cảm giác như nó sạch sẽ hơn và nó dễ may hơn ý. Đó, sau đó thì chị sẽ lộn ra lại. Đó, đã được lộn ra. Đó, xong rồi. Trời ơi, thích quá đi. Đó, các bác thấy không ạ? Cả nhà thấy không ạ? Đấy, cả nhà thấy không ạ? Đây là phần tay vừa may, thì vừa hướng dẫn cả nhà may xong này. Đó, rất là phẳng này. Phẳng chưa là đã phẳng như này rồi này. Đấy, đó, phẳng chưa ạ? Đó, và phần lót này. Phần lót rất là sạch ở bên trong này. Đó, và hai tay của chúng ta là Thủy đã hướng dẫn cả nhà về phần kỹ thuật để có được một mẫu tay đầm hai lớp thật là phẳng và thật là đứng và vào form. Cả nhà xem, nếu phần nào không hiểu thì nhắn tin hoặc gọi điện cho Thủy nhé. Và bây giờ Thủy sẽ tạm dừng video của mình ở đây. Chúc cả nhà tra tay thật là đẹp và ưng ý. Tiếp theo nữa thì Thủy sẽ hướng dẫn cả nhà về cách may lộn phần dưới gấu để hoàn thành mẫu đầm này. Xin chào các anh, các chị và các bạn.